xin chào các bạn nha. Thì hiện tại mình đang ở Lộc Ninh Bình Phước nha. Đó, thì hôm nay có dịp lên Bình Phước này thì để mình giới thiệu một vài cái dự án ở Lộc Ninh này cho các bạn xem nha. Thì cái dự án của mình đó là nằm trong cái khu du lịch Tà Thiết, khu du lịch căn cứ Tà Thiết đó. Thì từ Sài Gòn mà lên tới dự án này là tầm khoảng 150 cây số đó nha các bạn. Thì nó cái thời gian đi nó tầm khoảng 2 tiếng đồng hồ. Còn ở Bình Dương mình lên thì tầm khoảng 100 mấy cây, 105 cây. Thì đây là quốc lộ 13. Trước khi vào dự án thì mong các bạn hãy đăng ký cái kênh của mình nha. Để mình để theo dõi những cái clip của mình quay, và mình sẽ giới thiệu những cái dự án mà mình bán hoặc là những cái dự án hot là tâm điểm của các nhà đầu tư. Đó, thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem nha. Các bạn nhớ đăng ký, subscribe, share bài viết của mình nha các bạn. Thì sắp ngay cổng chào của Lộc Ninh thì mình sắp tới cái dự án rồi. Thì các bạn tới ngay ủy ban đâu để mình coi cái đó. Đây là tiểu đoàn huấn luyện cơ động của tỉnh Bình Phước ha. Thì mình sẽ nhìn bên đây mình thấy cái nhà gọi là sao ta, nhà hai biệt thự nhờ, nó to lắm mà không có ai ở hết. Thì tới đây mình sẽ rẽ trái vô. Đấy, xe lớn không. Mình sẽ rẽ trái vô khoảng 2 km nữa thì mình sẽ tới dự án đó nha các bạn. Ở đây có chợ tạm, rồi có nhiều lắm, tất tần tật ha. Có công ty đồ đầy đủ, nhiều xe lớn không. Thì như các bạn đã thấy, con đường này thì tầm khoảng 16 mét thôi, nhưng mà hai bên vỉa hè nó chừa lộ giới rất là nhiều. Nó sẽ chuẩn bị, nó sẽ mở rộng ra thêm. Mấy anh cho em qua cái đi. Ok man. Rồi nha các bạn. Thấy không khí đây rất là ok. Thì từ đây Lộc Ninh mình sẽ lên biên giới rất là gần nha các bạn. Đi tầm khoảng 15 tới 20 cây số đó thì mình sẽ tới biên giới rồi. Biên giới Campuchia. Ở đây là cửa khẩu Hoa Lư. Cửa khẩu Hoa Lư. Đây, con đường này nó thông vào tới gần biên giới, sát biên giới luôn. Ngay căn cứ Tà Thiết của Việt Nam đóng quân bên đây nha. Thì thứ nhất là mình lên đây mình được hưởng cái chế độ là quân sự nó chặt chẽ ha. Thì các bạn không có sợ gì hết. Thứ hai là công ty cũng rất là nhiều. Công ty gỗ nè, công ty gạch men nè, công ty gạch ống nè. Đó, đây có mấy dãy nhà trọ cũng đang xây rất là nhiều nha các bạn, thấy không? Đó, nhà trọ xây rất là nhiều. Công ty cơ khí xây dựng. Ok mà nè. Ở đây thì cũng được, không có vấn đề gì. Còn các bạn mua để đầu tư thì rất là ok.
thì để vào tới dự án thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái giá với cái diện tích với cái như thế nào đó, thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn nha. Thì các bạn hãy tập trung quan sát hai bên đường đi. Đó, thấy mát mẻ. Hiện tại là đồng hồ của mình là 11 giờ 40 rồi nha các bạn, trưa nha. Thì mình thấy cái không khí rất là mát. Mặc dù trời nó đang nắng nhưng mà cái khí hậu nó mát mẻ lắm. Đó. Đây có câu cá giải trí rồi không? Ta quy hoạch để làm khu sinh thái. Có một chiếc xe Sài Gòn, một chiếc xe biển số Sài Gòn nha các bạn. Thì chắc chắn đây là nhà đầu tư đó, ở Sài Gòn lên thì đầu tư đây rất là nhiều. Bởi vì với cái giá thành ở đây thì người Sài Gòn có thể là đầu tư 5-7 nền, 10 nền, 10 nền cũng được. So với mình đi mua chỗ khác chỉ có 1 nền thôi. Giá rẻ, đầu tư tốt, thanh khoản cao. Thì còn gì bằng nữa các bạn. Hãy đầu tư nhanh nào. Đầu tư ngay và liền luôn chứ. Đây là có trung tâm y tế nè, các bạn thấy không? Có trường học đầy đủ cấp 1, cấp 2 nãy mình mới đi qua ha. Ở đây là Hội đồng Nhân dân Lộc Thịnh. Và đây là ấp Chà Và, mỏ đá nè. Đi vô đây có khai thác đá này nọ luôn. Ui ngon. Vật tư xây dựng đầy đủ. Đây hôm qua mình cũng có lên đây. Đây là gạch nè các bạn. Hôm qua mình cũng có lên đây. Mình thấy cái đứa nào chắc khoảng 5-6 tuổi à, 5 tuổi à. Ôi chạy chiếc xe rim đẹp dốc. Nhìn ghê thiệt. Chạy dưới ruộng á chứ không phải chạy trên đường hay đâu. Rã số giật. Trời ơi. Mình nhìn coi y như trong phim luôn. Công ty sản xuất gạch men, gạch ống đó. Thì ở đây nó cung cấp cho rất là nhiều ở tỉnh hoặc là ở khu vực này cũng vậy. Nó cung cấp gạch men cho các bạn xây dựng đồ đầy đủ. Đây tôi nghĩ là nó sẽ chuẩn bị nó mở vô án tiếp này nè. Thấy không, ghê chưa? Ở đường này người ta đi vẫn nhiều, rất là nhiều. Người ta đi qua lại nó nhiều lắm. Bấm kẹt ấy, bíp. Mở thường thấy dân đi đông không? Đây là khu căn cứ. Ủa không phải. Đây là điểm trường trung học cơ sở Lộc Thịnh Tà Thiết à, nhà văn hóa cộng đồng Tà Thiết. Ghê chưa, thấy ghê chưa?
Trời ơi, trời chứng mưa nữa, trời ơi. Đừng có mưa giùm tôi cái nha. Để về với vợ con nha các bạn. Bây giờ ông mưa cái là tôi chết luôn đấy. Ở trên đây rất là xa so với đường về nhà. Con đường nhỏ vậy thôi nha, nhưng mà nó tới nãy giờ mình qua 4 cây xăng rồi, ghê chưa? Tại các bạn biết đường này đi nhiều người ta mới lập cây xăng nhiều chứ, đúng không nào? Đây, giờ tới dự án của mình rồi nha các bạn. Xin giới thiệu các bạn, đây là dự án Tà Huyết ha. Đây, đường xá ngon lành thấy chưa? Đường xá ngon lành, quá đã luôn. Còn ngại gì các bạn không đầu tư đây nữa. Thấy chưa? Thấy chưa? Ok chưa? Ui, ngon lành, ngon lành. Đây, dự án Tà Thiết, phía kia có đường đi đàng hoàng. Lộc Ninh Tà Thiết thì ở đây nha các bạn, thì một nền của nó là 10 x 40 là 400 m² thổ cư 100%. Tôi nhắc lại nha, thổ cư 100% nha các bạn. Quá trời đã luôn, đường xá ngon lành. Nó đang chuẩn bị làm cống thoát nước nè, thấy không? Cống thoát nước. Điện bao pha vô tới nhà luôn. Các bạn muốn làm công ty cũng được, các bạn muốn làm cái gì cũng được ở đây hết. Đó, nhà cửa cũng có một vài căn này, nhà dân cũng có nè. Người ta trồng cây rất là nhiều, trồng cà chua nè. Đó, bên đây cũng trồng mì. Đó, các bạn thấy không? Nó chỉ tập trung vào một con đường chính này thôi, đi thẳng qua con đường chính thôi, không có cái đường nhánh nào hết. Đó, thì các bạn mua tập trung đường bê tông, nãy không phải là đường bê tông, nó gọi là đường nhựa rồi, nó lên đường nhựa cho các bạn sẵn rồi, các bạn thấy không? Quá trời đã luôn các bạn ơi. Đó, ở đây là qua ấy rồi, cái con sông rất là lớn đó các bạn thấy không, ta đang lội dưới đó. Này cái hồ quá. Trời chuyển mưa, phải thật. Anh hồ này hồ gì anh? Hồ này hồ gì? Hả? Hồ Thủy Lợi hả? Rồi, ok, cảm ơn nha. Ta đi đánh mắt cá nhiều ha các bạn. Ui, ui, shit. Hay quá. Dục. Quăng lưới là dục lưới luôn. À, ghê thật. Rồi thế lại cho các bạn. Ở sâu vô trong nữa cũng có cái dự án ở trong nè các bạn. Nhưng mà mình không biết cái dự án gì, thôi mình đi ra đi. Thấy cũng trời cũng chuyển mưa rồi. Đó, các bạn thấy không, nguyên một khúc hồ nó rất là đẹp, rất là đẹp.
này hồ thủy lợi để người ta ngăn nước, dự trữ nước này nọ luôn á. Rồi mưa rồi, lấm tấm hạt mưa rồi. À mình sao mình lần nào mình lên Lộc Ninh này cũng mưa hết trời. Mình đi 5-7 lần nào cũng mưa hết trơn á. Quá trời phất. Không hiểu nổi. Không hiểu tại sao ông trời nó thương mình như vậy. Đó, các bạn thấy không, cái dự án này cũng rất là đẹp, rất là ok nha các bạn. Các bạn nếu mà hồi nãy mình nói giá chưa nhỉ? Chưa nói giá phải không? Thì hiện tại mình đang bán một nền với giá là 300 triệu trên 400 mét vuông. 300 triệu trên 400 mét vuông, thổ cư 100%. Đó, đường xá rất là ngon lành, đường xá ok. À, mình nghĩ là khoảng 20 mét, nhưng mà nó trong sổ sổ hồng của mình á thì nó thể hiện là đường 30 mét. Ở các bạn thấy là vỉa hè, nó sẽ bỏ là vỉa hè rất là nhiều nha. Hiện tại mình còn 2-3 nền ở đây mình đã ký về rồi, thì các bạn có đầu tư thì các bạn nhớ nhấn subscribe, đăng ký kênh của mình ở dưới và tham khảo những thông tin của mình nha. Mình chia sẻ một số thông tin dự án, vị trí, đường xá. Mình quên chụp hình lại. Đó, chỗ các bạn xem, các bạn có thể liên hệ qua Facebook của mình hoặc là số điện thoại của mình nha các bạn. Ok. Rồi, xin chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở một video tiếp. Xin chào mọi người nha.